em cứ làm đi, em cứ làm đi. Đấy, bác quay cảnh quê nhà tí cho nó kỷ niệm. Bác về chú chả ra đón bác ấy cả. Chưa nhìn thấy à hay là chưa? Nghe giọng, nghe nhạc hiệu đón được chương trình chứ đúng không? Thế hôm nay là cả ba cả các bác về đông đủ này, chú có cảm tưởng gì không? À, được, ký nhá. Em bỏ kiểu gì đây bà lắm mày. Cái cây me này có khi phải mấy chục năm ấy nhỉ? Vâng. Vâng. Cây này là thành cái cây đại thụ rồi. Chính cái cây này bây giờ ấy là giá trị lắm đấy bạn. Không biết là có cái thời gian mà người ta đi mua mấy chục triệu một cây ấy. Vâng. Vâng, có một đợt người ta mua rất, người ta đi lùng các nơi. Dạ vâng. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ người ta lại không thấy mua nữa. Ôi, quả liễu chín rồi này. Ở đấy, rớt vào trong ấy này. Ở trong ấy, trong vòng giường ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cái chiếu ở chân ngồi nó thoáng, thoải mái. Đây đâu, cô ăn bé lắm. Không có bờ nào à? Mà cái bác Hồng này như ở nhà như là không quét sân quét nhà à? Đây ông nói về cái thế cho nó chưa quét là nào? Phải nói là chú Vang chú vẫn là người tích cực chăm chỉ ấy. Em biết chứ, em đông em biết chứ không phải. Này thế cái vườn của chú dạo này cây cối phát triển tốt không? Trồng mấy cây câu anh ạ. Thế còn cái dàn mà ngày xưa chú trồng rất là nhiều những cây ăn quả rồi các thứ này khác thì bây giờ như nào rồi? Vẫn thế đi rồi. À thế à? Nó không được lắm à? Thế dạo này có còn cái dàn chuồng nuôi lợn ấy là bây giờ có còn chăn nuôi không? Thế đó anh ạ. Ừ, tức là cái mấy cái đợt nó dịch rất cũng ngại đúng không? Wow. Nhưng mà thế còn đây là bác phải xưng hô như thế nào nhỉ, chú Vang nhỉ? Bằng bác cái gì đấy, không phải phải xin phép là các bà với các bác là gì là vâng đấy là lâu mà hoặc mới được về quê đấy, không có khi thì là gặp nhau có đúng không đấy, cái đấy thông cảm nhau cho nên phải hỏi luôn như thế, phải chân tình phải hỏi thế đấy. Thế bác tên là bác gì? Tên là Đài. Bác Đài rồi đó. Thế còn em tên là Sơn, chồng cô Liên. À, thì chắc là bác cũng về theo đoàn này thì bác không giới thiệu, bác đoán thì chỉ tên có khi còn chưa nhớ đúng không?
Thế còn chú Vang thì chú là gì, là thường xuyên là anh em mình cũng gọi là lâu nhưng có khi chỉ vài tháng là gặp nhau lần đúng không? Thì... lâu lâu nhất là một quý mà. Thì không lẫn được. Vâng, tôi cháu mình mạnh. Ủa mà.